bốn con này anh chủ nhà kêu là 95 triệu nha các bạn, 95 triệu còn thương lượng nha các bạn. Bò được xin cao 1m2, đủ thịt nha, xương nè, dàn xương sóc nè, lưng cũng dài mập nha các bạn, có yếm nè, dậu thì cũng được thôi. Bạn thấy không, mập nè. Con này là khú đỏ, cũng cỡ 1m2. Con này thì dậu tốt nè các bạn, yếm cũng được, yếm cũng tốt. Bò này nhà vườn nha, nhà vườn nha các bạn. Con nào cũng mập hết nè. Bò này là thích hợp vỗ béo nha các bạn. Con này là Bombay, Bombay lùng. Mét hai cứng luôn nha các bạn. Con bò này là 1m3, mập, xương sóc lớn nha các bạn, dậu nè, yếm nè các bạn, thấy không, yếm hồng nè, dậu nè, bò rất là tốt nha các bạn. Chú quay cận cảnh con này cho các bạn xem. Mập. Bò xin vàng này là thích hợp để vô béo nha. Quay cận cảnh nó, cận cảnh cho các bạn xem. Đây là cũng là con bò 1m3 luôn nè. Một cặp 1m3, một cặp 1m2, một cặp 1m3 dư, một cặp 1m2 dư. Bò sung. Rất là sung nha. Và mập các bạn, rất là mập. Yeah.
rồi. Bây giờ mình quay toàn cảnh bốn con cho các bạn xem luôn nè. Đó, đó con nè, bốn con, một cặp 1m2 cứng, một cặp 1m3 cứng. Con này 1m3 nè các bạn. Sung bò rất khỏe, sung cũng 1m3 nè các bạn. Quay, mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Này bốn con này chủ nhà kêu là 95 triệu nha các bạn. 95 triệu. Còn hưởng lượng nha các bạn. Mập không nha các bạn, bốn con đều mập nha các bạn. Đây là bò này là chỉ cho ăn cỏ thôi, bò này mập, dạng mập cỏ nha các bạn. Bây giờ về chúng ta đun cám vô là bò ta sẽ phát hơi các bạn. Bò này là bò vườn nha các bạn, bò nhà vườn. Mình quay cận cảnh con bò đây cho các bạn xem. Con nào cũng sung. Đó. Sung bò. Bạn thấy không? Đẹp, dậu cũng hồng, yếm cũng hồng, cũng đẹp nha các bạn. Nhưng mà nó cũng mập.
anh chủ là báo 95 triệu nha các bạn. 95 triệu một cặp 1m2, một cặp 1m3. Con này 1m3 nè các bạn. Con này là 1m2 nè. Con này là 1m2 nè các bạn. Con này thì 1m3 hơn. Con này là 1m3 hơn các bạn. Mình quay sơ lược một vòng cho các bạn xem nha. Sơ lược một vòng thôi.